Bây giờ em sẽ test ép tải cực kỳ là mạnh trên cái con máy mài này Và em đang sử dụng khối pin 4A xe tăng anh em nhé Đấy Bây Giờ test trực tiếp cho các bác cùng xem này các bác thấy sức mạnh của nó như thế nào chưa Đấy này miếng gỗ này Các bác nhìn này Đấy em mài nó sâu vẹt như này Mà lắp trên một cái viên đá mài để mài nhá Ở Đợt trước thì anh em bảo là không lắp đá mài vào Mài bằng cái cốt này Nó không hiệu quả Nó không mạnh Đấy thì đây lắp hẳn đĩa vào Để mài cho các bác cùng xem Đấy các bác thấy không Sức mạnh của quả pin này nó như thế nào Đấy, Rất là đẳng cấp luôn các bác nhé Đấy, với khối pin 4A của Dayton này thì anh em chạy máy mài máy cắt thì cứ gọi là tèn 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 luôn quá nhá Hello xin mến chào toàn thể các bác nhé Đấy từ đầu năm đến giờ thì hôm nay em mới có thời gian để vào cái kho này Để kiểm tra một số mặt hàng các bác nhé Thì hiện tại em đã thấy là có đang còn sót đây, một vài cái thùng pin của đếch anh em nhé thì đây là cái mẫu pin 4A xe tăng anh em ạ mẫu 4A xe tăng này thì nó có mã là B4000 anh em nhé đấy đây còn sót hai thùng. thùng nguyên nguyên zin nhé hai thùng nguyên zin luôn đấy với cái mẫu pin 4A xe tăng này thì rất là xịn luôn quá nhé đấy pin rất là xịn ở trong kho thì nó sẽ hơi tối một chút nhé các bác xem clip thì có gì mong các bác thông cảm đấy Nguyên hộp mới tinh nhé Đấy Pin 4A xe tăng của Tôn. Con này thì dung lượng cao Dòng xả cao Các bác chạy máy mài máy cắt thì Rất là tuyệt vời luôn nhé Với cái mẫu 4A xe tăng này Thì nó còn Dòng xả nó còn cao hơn mẫu 4A Flute nhé Đấy Các bác chạy máy mài máy cắt thì vô tư thoải mái Giá thì rất là mềm luôn Đấy Bây giờ em sẽ uh, Trực tiếp em tháo cái khối pin này ra Cho các bác cùng xem nhé Đấy các bác xem tận mắt ruột gan của nó

Đây, xeo pin này. Đấy, xeo pin đếch tôn nhé. Đấy, xeo pin đếch Và có đầy in rõ này. 2000 mAh. Pin 18650. Pin này của nó cũng là pin màu xanh lá cây. Đấy, trùng màu với cả cái vỏ luôn các bác nhé. Đấy, và đây là con máy zin nhé. Máy zin của Nhật nhé. Đấy, XTD13. Đấy, em sẽ ghim thử cho các bác cùng xem này. Đấy, xem nó có chạy được không Đấy, chạy ngon lành cành đào luôn nhé Nó vừa chạy được máy zin của Nhật Và vừa chạy được các cái dòng máy của Trung Quốc nhé Đấy, những bác nào sử dụng chân pin phổ thông Thì các bác sử dụng con này thì quá là tuyệt vời luôn các bạn Đấy, và hiện tại thì bên em còn sót kho hai thùng này Ở đâu đó còn khoảng mấy chục quả Đấy, thì em sẽ thanh lý rẻ bèo cho các bác luôn nhé quả này giá niêm yết của công ty sẽ là 760 ngàn anh em nhé 760 ngàn thì ngày hôm nay các bác khi mà mua hàng sẽ tặng luôn cho các bác một cái túi đe, đeo, đeo hồng như này cái đai đeo hông như này nhé rất là tiện dụng anh em mà dắt cà lê mỏ lết rồi tu vít thậm chí là máy khoan đấy anh em dắt vào đây đấy, làm ở trên cao thì rất là tiện lợi cái túi đeo hông này nó cũng trị giá là 150 ngàn anh em nhé. Đấy. Khi mà các bác mua này, một quả pin của Dayton này trị giá 760 là các bác được tặng luôn một cái túi đeo hông như thế này đấy còn nếu mà các bác không thích túi đeo, đeo hông như thế này thì em sẽ tặng cho các bác à, một cái sạc kim các bác nhá cái sạc kim này thì nó sẽ là dòng sạc kim 3A các bác nhá dòng sạc kim 3A có quạt làm mát tích hợp sẵn ở bên trong khi mà các bác cắm vào sạc thì quạt nó sẽ hoạt động nhé đấy các bác có thể lựa chọn là một trong hai món quà một là sạc kim 3A trị giá 150 ngàn hai là túi đau hông đấy cũng được trị giá 150 ngàn lựa chọn một trong hai phần quà này còn nếu mà các bác không muốn lấy quà thì các bác điện thoại ngay cho em nhé điện thoại ngay cho em em sẽ trừ tiền đi cho các bác đấy rất là đơn giản ờ, hiện tại thì bên em vẫn còn số lượng các cái mẫu pin 3A này 4A này 6A và 7,5A anh em nhé thì với mẫu pin dòng flut À, vỏ nó sẽ có màu đen như thế này đấy thì uh, nó sẽ là dòng pin cao cấp thì khi mà các bác mua hàng thì sẽ được tặng luôn sạc của Black nhé tặng luôn sạc lấy tô còn với mẫu pin 3A này pin xe tăng này thì khi mà các bác mua hàng thì sẽ được tặng sạc kim như mẫu 4A anh em nhé à, và các bác uh, lưu ý là tất cả những dòng sản phẩm của Deton thì sẽ đều được bảo hành 6 tháng chính hãng anh em nhé cho nên anh em mua hàng cực kỳ yên tâm và với pin của tôn thì anh em biết rồi, nó là một trong những dòng thương hiệu phải nói là đẳng cấp hiện nay trên thị trường. Các bác sử dụng thì cực kỳ là yên tâm. Chất lượng pin thì cực kỳ là tốt. này và thứ hai là chế độ bảo hành của hãng thì rất là tuyệt vời luôn. Và với khối pin 3A xe tăng này thì khi mà các bác mua hàng thì sẽ được tặng một cái cục sạc kim 3A hoặc các bác sẽ được tặng một cái túi đeo hông tùy theo các bác thích loại nào. Và các bác nếu mà không muốn lấy quà tặng thì các bác liên hệ ngay cho em em sẽ trừ tiền đi cho các bác nhé đấy áp dụng với tất cả những cái mẫu pin đích tông hiện tại em đang có bởi vì hàng thanh lý cho nên là em sẽ sale cho các bác một mức giá rất là rẻ và cực kỳ hợp lý các bác nhé Ờ, các bác nào có nhu cầu với các cái dòng pin 3A, 4A, 6A, 7,5A của Dayton thì các bác cứ nhanh tay liên hệ trực tiếp cho em theo hai số điện thoại em ghi phía bên dưới màn hình nhé. Vâng, một lần nữa em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip lần sau nhé. Em xin chào các bác.